Hello everybody, welcome to Heo VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại Begin Heo VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Goku. Bản này thì trên kênh cũng có nhiều bản rồi ha, nhưng mà đây là một trong những bản mà Heo thấy tâm đắc nhất nè các bạn, biết sao không? Vì đồ họa nó đẹp, mà hình như nhớ không lầm bản này là nó có cho vé tệ nữa rồi phải ạ. Để coi phải không, Heo đi tìm là bản này up cho các bạn mà tới nay mới thấy lại đây. Rồi, cái này tài khoản tạo vô thì hên xui đi. Ok, rồi, keo la, keo pha gì đây. Bản này trước Heo cũng định chơi được cài cuốc nè, nhưng mà thấy chung là dạo này game rủng đồ nhiều quá, bận quá nên là không có thời gian mà để tính ra dạo này là chơi lại con rồng thần quyền hội, chơi lại con kho báu quyền hội đó, nên là nó như là nó hơi bị tốn tí thời gian các bạn. Ôi, quay đều, ok, vô rồi đó. Ok, Blue Vegeta ha. Rồi ở đây có vé nạp, đúng rồi, bản này là có cho vé nạp nè. Có GM shop nè. À, đúng lõ rồi, đúng lõ rồi. Ôi giờ, ok. Đấy, bản này là một trong những bản mà Heo thấy combo nhất nè, ngon lành nhất nè, quà nhiều nè ha. À, dễ chơi, dễ xài, dễ sử dụng. Nhưng mà đầu vô thì nè, đó, đánh hải là còn nhận được vé tệ nữa. Tệ đó mở ra là mua được kim cương cũng như là mua được nhưng mà cái này nó không có bỏ qua. Ấy, có bỏ qua luôn. Ok. Rồi. Đây nè, shop GM nè ha. Đó, mua được nguyên liệu đồ này nọ luôn. Mua được mảnh tướng luôn, mua được tướng XXR, XX cộng gì đó luôn. Nói chung bạn này chơi được. Bạn này cho anh em cài cuốc mấy ngày nghỉ đầu khỏe nè ha. Được thì cho Heo xin một cái like cái nha các bạn ơi. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh là được rồi. Không đòi hỏi gì nhiều, không xin xỏ gì nhiều. Chỉ xin vài cái like, vài cái đăng ký kênh là đẹp rồi ha. Ok, anh em nào có game nào hay thì gửi cho Heo với ha. Được thì coi được thì up lên cho anh em vô quẩy luôn. Đây, bản này là một bản ngon. Không phải như một số bạn khác, bản này là ngon, có cho nhiều vé quay, vé quay ra được hero XXR đồ này nọ. Đầu vô thì cho một con UR nữa ha, hình như là điểm danh 7 ngày 8 ngày. Ngày thứ hai là được thêm hình như là quy lão nữa, quy lão UR nữa. Đó, nói chung thì cũng ok lắm bạn ơi. Với lại bản này là bản thấy cập nhật nhiều con hero nhất luôn. Thấy bản kia là cập nhật không lại nó luôn á. Cái bản mà nạp giảm 99% gì đó. Ôi trời ơi. Nhà các bạn đó mới tào lao xong bị đau luôn á. Bản đó không có quy gì nhiều. Rồi quà cũng ít, hero cũng ít, vé quay cũng ít, nói chung gì cũng ít. Nói chung thì bắt buộc phải nạp á. Nhưng mà thôi, qua chơi bản này free cho nó sướng chứ. Đó, vô là nhận quà hết luôn ha. Ok. Má nó dướng cái què vậy đây vậy. Đó, nhét tướng vô. Đó, trời ơi. Con ve ve 1. Ok. Tí là chúng ta sẽ mở được con ve 2, ve 3, ve blue, ve gold, ve god. Như cái này quay là được thêm mảnh tệ hay là cái gì đây nữa. Nhớ không nhầm là hết. Nhớ nhầm thì thôi bỏ qua. Đây. Ơ kìa, lắc rồi. Ơ kìa. Đây. Bỏ qua được cái hướng dẫn tân hữu là ngon rồi. Nhưng mà tiếc cái là bản này chúng ta không có nhân 8 các bạn ơi. Nhưng mà có được vé tệ.
ok. Quy được VIP 8. Có được tệ nạp luôn. Điểm danh là ra vé nạp đồ này nọ luôn. Nói chung là vé nạp, vé quay đồ này nọ. Nói chung bản này cài cuốc được. Ok. Hết rồi nè. À, đi qua ải là được một vé tệ. Đâu rồi? À, đây. Bỏ qua. Ủa? Nè đây nè, đây nè, 648 tệ. Rồi. À, năng động hàng ngày, năng động thì heo không biết là nó cho cái gì luôn. Thôi kìa, sao bấm vô không được ta. Như phải đủ mới cho bấm vô hay gì á. Rồi. Ở đây vé quay tướng, ở đây là vé tệ nè ha. Đi sao bấm vô không được, hình như nó bị lắc rồi. Đúng rồi, nó đang bị lắc. Ờ, không phải là ở đây ăn hả? Đây là có xu rồng. Xu rồng là nó tính ra được xu nạp. Đây. Cái gì vậy? Khoan, để coi coi nó ghi gì đây. Để dịch lại coi. Tài nguyên đang tải. À, đây đây đây, úi rồi ôi, nó mới tải có 10% mà, trời đất ơi. Ok. À, để vô coi mấy con tướng coi. À, đồ giám nè ha. Đây bản này là bản cập nhật tướng mới nhất nè, lâu rồi đó. Rồi con thủy xanh mất cánh tay nữa nè ha. Đó, Gogeta rồi Vegito rồi phiên bản Ultimate rồi. Có luôn phiên bản Goku Hiên Sứ luôn nè hả? À, quá đẹp, quá đẹp. Có luôn phiên bản Vizier gì đây? Đó, Vizier Gold đồ rất nhiều. Nói chung bản này là một phiên bản mà heo thấy chơi được, chơi ngon. UR nè hả? Đây, Ultimate nè hả? Đó, Goku Ultra đồ. Whip nè. Đó. Ôi, có con này luôn nè. Con này hình như là du hành thời gian liên tục hay gì nè. Rồi có luôn cả con con này là cái gì cái gì phiên bản ấy Namix mới gì đó. Ok. À, Piccolo tiến hóa. Rồi ở đây có Jiren Power nè. Jiren thường, Turbo, rồi Tele, Học Me, nhiều lắm. Một đống luôn mà. Đó, đó, ok. Dùng bản này có tướng mới các bạn ơi. Ok, nhưng mà nó vẫn chưa cập nhật xong cái này. Mấy cái này đa số là giờ phải chờ cho nó chạy cập nhật xong. Đậu phộng. Trước tôi thấy nó đâu có cập nhật đâu ta. Nay nó cập nhật đồ này nọ nữa. Chán thiệt luôn á. Qua VIP đồ này nọ. Đây VIP 8. Hồi nãy chúng ta có cái xu rồng á. Xu đó là hình như là kiếm cái xu đó rồi đi nạp thì nó trừ ra luôn hay gì á. Nhớ mày mãi là vậy. Nhớ mày mãi mà nại hoài không ra. Rồi để coi game này coi code còn không. Đây, đi ra nhập code nữa. Từ từ à, để cắn hết cái quà VIP ở đây đi. Đây. Ok. Ok. Rồi code à, đâu rồi. Xe vào đây. Code nè hả. Ơ kìa, đa số code hết hạn mẹ nó rồi quá. Ơ kìa. Ủa. Trời ơi.
game này giờ tại cái bản này là bản cũ rồi anh em ơi, tính ra bản này là cũ lắm luôn rồi. Hy vọng là còn một số code đồ đó. Đúng rồi, đây tới cái đống code xài được rồi nè ha. Ok đó, vé quay hero đồ luôn ha. Đó, vé quay hero nữa nè, rồi hết đậu xanh nữa đó, hero nè ha. Rồi vé quay hero nè, xu rồng, xu này là giống y như là vé tệ vậy đó. Các bạn nạp thì nó sẽ trừ cái xu đó ra luôn. Ok. Rồi. Ôi, sao nó không chịu cập nhật nữa ta? Đậu xanh đó, giờ phải chờ cho nó cập nhật cho xong hết. Chán thiệt chứ. Đây, quay tướng nè ha. Coi được thứ gì đây. Rồi mấy con này thì anh em cũng quá quen rồi. Ủa rồi nó đâu rồi? Ơ kìa. Rồi giờ phải chờ cho nó cập nhật xong rồi. Rồi ok, anh em nào có chơi thì vào tìm hiểu thêm ha, để hiểu cho nó cập nhật cho xong rồi đây. Ok, bye bye.